Chào mừng tất cả các bạn nhỏ đã quay trở lại chương trình Túi Tò Mò của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và các bạn có còn nhớ tớ là ai không? Tớ chính là Tò Mò đấy. Và đây chính là những người bạn của tớ. Bây giờ các bạn sẽ cùng giới thiệu về mình nhá. Tớ là Tí. Tớ là Chi. Tớ là Mi. Tớ là Bông. Và ngày hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, tớ sẽ có một phần quà dành tặng cho tất cả các bạn. Các bạn có thích được nhận quà không? Có. Rồi, nếu như các bạn muốn nhận quà thì bây giờ chúng ta sẽ nhắm mắt của mình lại nha. Tớ hộp 321 thì tớ sẽ sử dụng chiếc túi tò mò này để lấy phần quà đó ra. Ơi, túi tò mò bắt đầu phát huy công dụng. 321. Tên tên tên. Yeah. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới, tớ sẽ lì xì cho tất cả các bạn. Tớ chúc cho bạn Tí hay ăn chồng lớn này. Tớ chúc cho bạn Chi ngày càng học giỏi. Tớ chúc cho bạn Mi ngày càng xinh gái. Và tớ chúc cho bạn Bông ngày càng gặp nhiều may mắn. Các cậu có thích quà tớ tặng không? Có. Ồ, và đây tớ sẽ cất đi để tớ sẽ tặng cho các bạn khác nữa. Tí ơi, Tí làm gì đấy? Ôi ôi, được có 20.000 bộ. Ôi, Tí ơi, đừng làm như thế, không hay đâu. Đúng rồi. Không hay một tí nào cả. Việc đấy không tốt đâu. Thế các bạn có biết vì sao ngày xuân năm mới chúng ta lại được nhận phong bao lì xì từ người lớn không? Không. Không. Thế các cậu có biết ý nghĩa của phong bao lì xì này không? Không. Thế ngày hôm nay tớ sẽ dẫn các bạn đi tham gia một trải nghiệm để chúng ta hiểu hơn về những kiến thức, những ý nghĩa của phong bao lì xì này nhá. Các cậu có thích không? Có. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt tay vào chiếc phong bao lì xì. Tớ sẽ sử dụng phép biến hóa của chiếc túi thần kỳ này đưa các cậu đến gặp cô giáo của tớ để chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của phong tục lì xì ngày Tết nhá. Okay. Rồi, đặt tay ra đây nào. Hai tay luôn. Rồi, 3, 2, 1, đi thôi. Đây là đâu đấy? Đây chính là nơi mà có cô giáo của tớ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm cô giáo của tớ nhá. Đi thôi. Chúng em chào cô bé. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là cô giáo của tớ đấy. Và ngày hôm nay các bạn có muốn được tham gia trải nghiệm cùng cô giáo của tớ không? Có. Thế thì chúng mình hãy cùng đi vào đây với cô giáo của tớ đi. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là cô giáo của tớ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô giáo nhé. Lần lượt từng bạn một sẽ giới thiệu tên của mình cho cô giáo được biết. Rồi, bắt đầu từ... Chào cô, em tên là Tí. Cô chào Tí. Em tên là Bông. Cô chào Bông xinh đẹp. Em tên là Mi. Cô chào Mi tươi tắn nè. Em tên là Chi. Cô chào Chi. Em là tò mò của cô đây. Bây giờ cô chào, có thể giới thiệu về mình cho các bạn của em biết được không ạ? Cô chào tất cả các em. Cô xin giới thiệu với các em, cô là cô Thương. Cô đến từ trường Trung học cơ sở Hồng Quang, huyện Ân Thi của tỉnh Hưng Yên mình đấy các em ạ. Cô ơi, ngày hôm nay thì các bạn được nhận một chiếc phong bao lì xì, nhưng mà các bạn ấy lại không hiểu được cái nguồn gốc và ý nghĩa của phong bao lì xì. Vậy thì hôm nay cô có thể giúp cho tò mò để hỗ trợ cho các bạn ấy được hiểu hơn về ý nghĩa và nguồn gốc của phong bao lì xì được không ạ? Cảm ơn tò mò. Vậy thì hôm nay cô Thường sẽ chia sẻ cùng với các em nguồn gốc của chiếc phong bao lì xì này nhé. Các em thân mến, tại Đông Hải trong một cái thời gian nọ thì có xuất hiện rất nhiều yêu quái. Và yêu quái đã rất là lộng hành, bắt nạt những người dân và đặc biệt là trẻ em. Yêu quái sẽ đến và xoa đầu các em nhỏ, khiến các em nhỏ đang đêm sẽ sợ hãi và khóc thét lên. Ngày hôm sau thì các em sẽ bị sốt, bị đau đầu và bị ốm nữa, khiến bố mẹ các em rất là lo lắng. Một hôm thì 8 vị tiên đi qua và nhìn thấy được cái cảnh tượng đó, rất là thương. Và 8 vị tiên đã biến thành những đồng tiền, dặn bố mẹ sẽ cho đồng tiền này vào những cái bao lì xì màu đỏ hay những mảnh vải đỏ đặt ở đầu giường. Và khi yêu quái đến thì những đồng tiền này sẽ sáng lóe lên, khiến yêu quái sẽ sợ hãi và không làm gì được các em bé nữa. Và hai vợ chồng nhà nọ thì rất là vui mừng, đã lan truyền câu chuyện này đến khắp mọi người đấy các em ạ. Vậy là chúng ta đã biết
được về nguồn gốc của chiếc phong bao lì xì này rồi đúng không? Thế cô ơi, cô cho em hỏi là chúng ta sẽ dùng chiếc phong bao lì xì này vào thời điểm nào và những ai sẽ được nhận phong bao lì xì này hả cô? Trong những dịp đầu năm mới thì chiếc bao lì xì này sẽ được tặng cho các em, cho tất cả mọi người. Cô ơi cô, hôm nay bạn Tò Mò đã phát lì xì cho các bạn và bạn Tí, thì bạn nên đã xé ra và bạn trệ ở trong phong bao lì xì có tiền ít cô ạ. À vậy hả? Tí ơi, phong bao lì xì này, cái tiền là tiền mừng tuổi, với cái mong muốn của người tặng là mừng tuổi cho các con, mong được các em sẽ được mạnh khỏe này, may mắn này, bình an nhân dịp năm mới, nên tiền nhiều hay ít trong bao lì xì không quan trọng, mà quan trọng là cái thành ý, là tấm lòng của người tặng gửi đến các con. Nên Tí sẽ không chê ít hay nhiều nữa nhá. Đó, Tí nhớ chưa? Các bạn đã nhớ chưa? Cô ơi, cô cho em hỏi là thế tại sao phong bao lì xì ngày nay lại có rất là nhiều màu sắc khác nhau mà không phải là chỉ có một màu đỏ thôi hả cô? À, trước kia thì phong bao lì xì sẽ có một màu, đó là màu đỏ thôi. Theo câu chuyện mà cô vừa kể cho các em đấy. Thế nhưng cho đến ngày nay, khi mà cuộc sống có rất nhiều cái sự phát triển này, có rất nhiều màu sắc này, thì phong bao lì xì cũng có nhiều cái màu sắc, cũng phong phú, cũng đẹp như vậy. Chính vì vậy mà phong bao lì xì không chỉ có màu đỏ mà còn có màu vàng, có màu xanh nữa đấy các em ạ. À, rất là nhiều màu. Các cậu đã từng nhìn thấy phong bao lì xì nhiều màu bao giờ chưa? Rồi. Cô ơi, thế thì ở trên phong bao lì xì em còn thấy xuất hiện có rất là nhiều những cái chữ này, cũng như là những câu chúc, thì ý nghĩa của nó là gì hả cô? Với mỗi phong bao lì xì có những cái màu lời chúc như thế này, sẽ là những cái câu chúc bình an này, may mắn này, tài lộc này, sức khỏe, là những cái câu chúc để gửi đến tất cả người thân trong gia đình hay mọi người khác, để làm một cái lời chúc may mắn bình an nhân dịp năm mới đấy các em ạ. Rất là thú vị đúng không các cậu? Cô ơi, bây giờ em muốn làm một chiếc phong bao lì xì để em sẽ đem về để tặng cho người thân của em, thì cô sẽ hướng dẫn em làm một cái phong bao lì xì nhá. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn các em sẽ cùng làm ra những chiếc bao lì xì đẹp với những màu sắc và lời chúc ý nghĩa như thế này, để các em sẽ tặng ông bà, bố mẹ, người thân của mình nhân dịp năm mới nhé. Các bạn có thích làm không? Có. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ gấp tờ giấy như thế này nhé. Chúng ta sẽ gấp tờ giấy thành hình chữ nhật thế này các em này. Wow, cô thật là khéo tay. Sẽ có keo để mình sẽ dán cái góc đáy này vào. Chúng ta sẽ cắt để gấp cái miệng của bao lì xì này vào. Cô sẽ cắt, sau đó là Tò Mò sẽ giúp cô dùng băng keo để dán nhé. Dạ vâng ạ. Ô, cô làm đẹp thế. Tí sẽ cùng làm với cô nào. Bây giờ Tò Mò sẽ cùng dán nhá. Tò Mò sẽ làm trước và cái thứ hai thì Tí sẽ cùng làm với cô nhá. Sau đó thì bây giờ thì cô sẽ cho Tí sẽ làm màu xanh nhá. Tí làm màu xanh nhá. Tí gấp thành hình chữ nhật cho cô như thế này. Đây, tí gấp vào đây. Đúng rồi. Con làm màu vàng được không? Đúng rồi. À, Chi thích màu vàng à? Con. À, bông à? Đây, bông sẽ làm màu vàng nhá. Thế. Con thích màu tím. Cô xong mình gấp ở đáy chỗ này vào. Chi dùng màu xanh. Đúng rồi, con gấp đáy vào. Chi sẽ dùng màu xanh nhá. Các con sẽ gấp đáy vào này. Xong mà gấp dưới đáy. Đây là ưu. Đây anh gấp cho đi. Anh gấp. Hey, gấp hồ. Tí ơi, của Tí được rồi đây. Tí gấp miệng vào. Vâng ạ. Chi đã được chưa để cô
Cô Thương hướng dẫn Chi này, Chi sẽ làm gấp cái thân bao nó sẽ gần đây một chút để nó không bị tung ra Chi nhá. Rồi. Ôi tò mò đã làm xong rồi đó. Tò mò làm thật là đẹp. Đây của bông đây. Thật là đẹp đấy tò mò ơi. Tò mò làm đẹp quá. Bây giờ thì tò mò thích viết chữ gì nên bao lì xì của tò mò để cô sẽ viết cho tò mò nào. Con sẽ thích học giỏi cô ạ. Cưng sẽ viết là tặng bạn tò mò chữ học giỏi. Chúc bạn tò mò năm học mới này sẽ có được kết quả học tập tốt nhá. Chăm ngoan nhá. Cô tháo được cái chút này rất là. Đây của tò mò đây. Ôi đẹp quá. Tò mò chữ học giỏi đây. Em cảm ơn cô ạ. À của Tí, Tí đã xong rồi đúng không? Tí ơi, Tí sẽ gấp cái miệng này vào như thế này nhá. Rồi, Tí gấp cái miệng này vào. Như thế này đã thành chiếc bao lì xì rất là đẹp rồi. Trước cô cho em chữ trí tuệ xong mặt sau cô cho em xin một chữ thông minh được. À, thông minh và trí tuệ. Rồi, Tí sẽ viết chữ trí tuệ nhá. Ôm anh qua bóc ra được, bóc ra được. Nhanh. Ơ, cô cũng dán lên keo với mình. Bà mò ơi, giúp tớ với. Đi, tớ xem nào. Cô không gấp cái này vào. Đợi tớ một tí nhá, tớ sẽ dán gấp gấp cái miệng này vào như này. Chờ tí. Nè, coi tối. Tối quá. Ơ, cái đầu đó. Tí ơi, chữ trí tuệ của Tí đây. Xin cô. Tí phải cầm cẩn thận để cho mực khô nhá. Hai bạn làm thật là giỏi. Màu tím rất là đẹp đây này. Chào với. Cô sẽ biết tặng em chữ gì nào? À, cô sẽ biết tặng em chữ sao học giỏi. Sao không biết chữ thông minh đi cho đẹp? Cô chưa lấy chữ gì? Thông minh đi là thông minh. Không. May mắn. Cô thích viết từ vạn sự như ý. Cô ơi, con có thể viết cho con chữ may mắn được không ạ? Rồi, con muốn chữ may mắn nữa đúng không? À, đây là của em, cô tặng em chữ may mắn. Một lời chúc may mắn cô dành tặng bông. Cô thì cô viết đẹp quá chừng. Đừng động bàn. Cô bạn thích chữ may mắn mà cô. Tớ không biết viết. Chính mình cứ xấu như là chữ gà bới. Nhưng mà đời trước lớp tớ cũng viết mà lớp tớ tô xấu lắm. Mỗi tớ tô được. Mẹ tớ bảo chữ tớ xấu nhất là chữ gà luôn. Gà là bới. Gà bông là chữ may mắn. Chị thích chữ gì nào? Bình an đi cô. Chị thích chữ gì cô tặng chị? Chị thích chữ chúc mừng. Cô sẽ viết chữ chúc mừng để tặng Chi nhá. À, tò mò và các bạn làm bao lì xì thật là đẹp. Cô cho em xin đi một tờ được không? Ở lớp cậu có biết đẹp không? Cô biết đẹp nhưng mà cô giáo cứ che chữ xấu. Cô dặn thấy đẹp lắm rồi mà không biết là nóng hết cả. Cô nhanh lên. Một chữ chúc mừng cô dành tặng Chi. Cô nó vẫn y được mà cô. Cô tô lại cô em ghi chỗ này với. Thế là chúng ta đã có 4 người một chiếc phong bao lì xì rồi. Rồi các bạn thấy cô giáo viết chữ có đẹp không? Có. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu về nguồn gốc của phong bao lì xì này, ý nghĩa của phong tục lì xì ngày Tết. Vậy thì các cậu thấy những kiến thức này có bổ ích và thú vị gì với mình không? Có. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng cảm ơn cô Thương vì ngày hôm nay cô Thương đã dành thời gian cho chúng ta để giúp cho chúng ta có thêm thật nhiều kiến thức mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt cô Thương để quay trở về thôi. Chúng em chào cô ạ. Cô chào tất cả các em. Thế còn các bạn nhỏ thì sao? Ngày hôm nay chắc hẳn là các bạn cũng đã nhận được thật nhiều kiến thức để chúng ta hiểu hơn về nguồn gốc của phong bao lì xì cũng như ý nghĩa của lì xì ngày Tết đúng không? Vậy thì mình xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới thật mạnh khỏe này, ngày càng học giỏi hơn và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm thật nhiều trải nghiệm trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!